Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn 7 cái mẹo mà làm mát từ đầu từ chân trong cái những cái ngày nắng nóng như thế này và không cần điều hòa nhá. Cái thứ nhất đấy chính là xịt khoáng, xịt nước mát lên người. Hội con gái thì hãy tận dụng những cái món bảo bối là vật bất ly thân xịt khoáng để hạ nhiệt cái cơ thể của mình nhá. Các cái lọ xịt khoáng thì ngoài làm mát xa thì còn giữ ẩm này, giúp dịu da này. Bạn có thể sử dụng cái xịt khoáng cho cái vùng mặt này hoặc là vùng cổ này, để cho mình cảm thấy dễ chịu hơn trong những cái ngày nắng nóng oi bức này nhá. Ngoài ra thì các cô gái có thể sử dụng những cái loại mà máy phun sương loại nhỏ. Thì đặt cái máy phun sương trong phòng thì sẽ làm ẩm cái không khí và khiến cái phòng của mình không bị khô nóng hơn. Thứ hai đấy chính là uống thật nhiều nước lọc. Một cách đơn giản để chẳng tốn tiền cũng chẳng tốn tiền điện cũng chẳng tốn tiền, đó chính là nước. Mùa nóng thì cơ thể của chúng mình sẽ bị mất rất là nhiều nước, cho nên là ngoài cái lượng nước bù vào thì chúng ta cần phải uống nhiều hơn bình thường để có thể làm mát cơ thể của mình. Và không nên uống những cái loại nước có ga, có cồn hay những cái loại nước ngọt mà bổ sung, mà nên bổ sung cái những cái nước lọc và uống thật nhiều vào nhé. Tiếp đấy chính là đắp khăn nhúng nước lạnh ở trên mặt hoặc trên cổ. Đây là một cái mẹo mà được rất là nhiều công nhân công trường hay những cái người làm nông dân áp dụng. Chỉ cần một chiếc khăn mặt này, sau đó là nhúng nước này, vắt nhẹ và quấn quanh cổ đắp lên mặt. Thì nếu như bạn muốn mát hơn thì một cái tip nhỏ nữa là sau khi mà nhúng nước hãy cho khăn vào cái ngăn để tủ lạnh khoảng tầm 5 đến 10 phút, thì khi đó thì bạn sẽ cảm thấy rất là lạnh và chườm lên mặt, thì lúc này thì cảm giác rất là mát vô cùng luôn. Tiếp theo đấy chính là mặc đồ vải sợi tự nhiên này, chất liệu mát này. Các bạn nhớ là tránh tối đa những cái loại quần áo như là những cái loại sợi tổng hợp này, sợi nhân tạo này trong những cái mùa nóng như thế này. Thay vào đó thì nên chọn những cái trang phục như là vải cốt tông hoặc là lanh này hoặc là lụa này. Đây là những cái lựa chọn hàng đầu để làm mát người. Tiếp theo đấy chính là làm ẩm tóc và làm ướt tóc. Khi mà tóc mà được làm ướt bằng nước ấy thì bạn sẽ cảm thấy cái cơ thể của mình sẽ dịu nhiệt hơn và thư thái hơn. Khi mà làm ẩm tóc nhá, mà ngồi trước quạt thường ấy, và ngồi quạt thường ấy thì không khí cũng sẽ trở nên mát và gọi là thoáng hơn. Ngoài ra thì bạn có thể đi bơi để làm mát được toàn thân. Tuy nhiên thì nên chọn cái bể bơi trong nhà để đảm bảo là không bị nóng nhá. Tiếp theo đấy chính là đặt khay nước đá ở trước quạt. Trong nhà thì nếu như mà không có máy lạnh ấy, thì bạn nên để cái khay đổ đá lạnh ở một khay và đặt trước cái quạt nhá, để quạt sẽ tản cái hơi lạnh này từ đá và sẽ khiến cho cái không khí phòng của mình sẽ mát hơn. Cuối cùng đấy chính là lau nhà và mở cửa sổ vào ban đêm. Vào buổi tối thì bạn thường lau nhà bằng nước mát một vài lượt để nên lau nhà bằng nước mát một vài lượt để cho cái hơi nước nó bốc lên kéo theo cái hơi nóng và làm dịu sàn, hoặc là có thể vẩy nước xung quanh phòng để sàn tự khô nhé. Trên đây là những cái cách mà thực sự rất là đơn giản, làm mát rất là, nhưng mà nó thì lại có tác dụng rất là hữu hiệu luôn. Và ngoài làm mát cơ thể thì cũng nên tận dụng thêm các cái cách mà làm thoáng cái không gian, như là trồng thêm cây xanh này, hoặc là tắt các cái thiết bị điện tiêu thụ điện năng các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.